Dạ con xin phép cô có thể cô giới thiệu là cái câu chuyện là đây là cháu ngoại cô bỏ nhà đi đến giờ phút này bao nhiêu ngày rồi? Mới bữa 16 Bữa tay bữa 16 tây nha, mới có 2 3 bữa thôi. Dạ hôm nay gia đình mình đi mấy người vậy? đi 5 người 5 người luôn, là từ Đồng Tháp từ về Đồng Bình Dương để gặp đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương để tìm giúp cháu ngoại của mình. Dạ xin phép cô thể cô giới thiệu là cô họ tên đầy đủ là gì cô? Ngô thì phải phải Dạ năm nay cô nhiêu tuổi rồi? năm nay 56 tuổi. Dạ. À, cô có thể chia sẻ cái câu chuyện ấy, mà bé cháu ngoại của mình ấy, là trước cái thời điểm mà bỏ nhà đi mất tích như này ấy, còn học không? Nó nghỉ học nó học lớp 7 rồi cái nó học có nửa năm cái bắt đầu nó nghỉ rồi nó không chịu đi học nữa, cái nó đòi đi làm với mẹ cha nó đâu có cho, mới vụ bắt ở nhà nó xin địa chỉ liên lạc rồi đi hết trơn, người vụ rồi cái nhà giữ nó cũng mấy tháng trời rồi, tính cho nó bỏ cuộc, nó không có ai không cho coi điện thoại rồi gì, tính nó bỏ cuộc rồi cái mẹ nó mới đưa qua nhà tôi bà ngoại nè, cách cũng mười mấy cây số à, rồi đưa qua đây chơi chơi có 2 tuần sao mà đêm đó ngủ cái bắt đầu nửa đêm cái nó trốn nó đi Vậy là bé bỏ trốn lúc nửa bỏ đêm. trốn đi Bé bỏ trốn đi là trên người bé có đeo vàng vòng hay điện thoại hay là có đem theo cái gì đi không cô? đem sợi dây chuyền chút xíu không Chuyện nhỏ gọi là trang sức thôi chứ không có giá trị nhiều đúng không? với cái iPad Một chiếc iPad. iPad thì hiểu gì? không biết Không trái biết. táo đâu mà không biết Ai gì ai là người mua? à, của cậu hai nó của À cậu hai nó mà cậu bà cậu hai hai nó cho cho tôi rồi nó mới cho bà qua ngoại. rồi thấy vậy nó mấy gì cho nó mượn coi đi À coi rồi đồ chơi vậy đó chứ không có số, chúng nó không có số gì hết Yeah. Cô có thể chia sẻ cái câu chuyện mà cháu ngoại cô ấy, mình phải nói thật để các anh em đấy mới hướng mới tìm được nhá. Yeah. À, bữa tối 15 sáng 16 là 3 giờ đó là cậu hai nó ngủ ở nhà, còn 1 giờ tôi đêm. 1 giờ đêm tôi với ông ngoại nó mới ngủ ngoài ruộng á, tại vì có chồng mít á, rồi ra ngoài ruộng nó có nhà mấy người giữ ngoài đó, rồi cái cậu hai nó mới 1 giờ thức dậy mới thấy cửa sau mở, mới hỏi vợ á, nói em bộ em không có đóng cửa hay gì, cái nói có mờ đóng cửa kỹ lắm mờ, rồi cái bắt đầu mấy tóc mùng đi vô tóc mùng thì thấy nhỏ này đi mất tiêu rồi, nó mới điện tôi vô, là trong khi đó là có hàng ở xóm nó thấy có chiếc xe du lịch nó chạy sờ tới cái quán trước đó là nó quay đầu xe trở lại cũng đồng thời giờ đó luôn, Dạ xe du lịch chẳng xe mấy chỗ cô? xe 4 chỗ 4 chỗ. Xe màu gì có nhớ biển màu số không trắng cô? mà không Có có biển thấy biển số số, không? Dạ. có coi camera coi camera nhưng mà thấy chiếc xe không chứ Con là không có rõ ràng không biết. Mấy nha. lần trước đó là cũng đi xe rước vậy đó mà tụi em bắt được, Có rước 1 lần rồi mà à bắt được là bắt được ở đâu? bắt được là ở trên nhà bà nội nó Là về khi mà về gia đình mình tìm hiểu ấy, là bé đang tính đi đâu? vì làm quán Ồ. nó dụ nó đi quán Dạ. rồi bắt là cũng như nó ở trên xe nó định rước nhưng mà rước chưa được rồi bắt đầu nó chạy giò tới giò lui, đằng này rượt quá rồi dượng nó nè rượt quá thì nó tóc nó chạy luôn, Khi về là gia đình mình ấy, tìm hiểu thì hỏi bé này, bé nói là bé xin để tính đi làm karaoke, đi phụ quán karaoke. Dạ. Yeah. em nói cho nó nói là lên đó chỉ bấm bài luôn cao lắm Bấm bài hát. Ở trong thời gian vừa rồi ấy, phải nói là rất nhiều vô số, đa số là các tỉnh miền Tây, An Giang, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Sóc Trăng là về khu vực phía Đông Nam Bộ, là phía những cái tỉnh lân cận, ở khu vực trên Bình Dương, Sài Gòn, Bình Phước, có thể ra miền Trung luôn. Rất nhiều các bé hiện nay đã bị lừa, bị dụ dỗ xin việc làm trên mạng. Chính vì lý do như vậy là nó là bấm karaoke, bấm bài hát, rót bia cho khách hoặc chỉ có gắp đục đá thôi. Nhưng nhiều bé hiện nay đã sập bẫy. Mới đây nhất là trên các trang mạng xã hội và báo chí đăng tải rất nhiều là 2 vợ chồng người hiện nay đang sinh sống tại Biên Hòa đã dụ dỗ cho một số đàn em đăng tải quảng cáo rất nhiều trên internet. Vì vậy cho nên là đã mười mấy bé tuổi đời rất nhỏ đã bị sập bẫy đó. Mười mấy bé đã bị sập bẫy chính 2 vợ chồng nhà đó. Mỗi một bé đi xin việc như thế này là trở từ điểm A sang điểm B là một trường hợp từ 20 đến 30-40 triệu mà vô đó là bắt đóng tiền lãi. Thực sự là các bé không nhận được tiền đó, nhưng vô đó là bắt đóng tiền lãi hàng tháng. Còn các bé đi phục vụ mà một hàng ngày được bao nhiêu tiền là chúng chấn lột hết và chúng quy ra tiền lãi. Vì vậy nên rất nhiều các bé bị sập bẫy như được những đường dây buôn bán karaoke trá hình như thế này là không bao giờ có cơ hội được trở về, vì chúng cho rất nhiều đàn em phải nói là rất máu lạnh. Chính vì như vậy các bé không có cơ hội để các bé được quay trở về đó. Trước khi xin ấy, là chúng quảng cáo là một tháng 30 đến 40 triệu
thậm chí một ngày kiếm 3 triệu, một tháng kiếm gần 100 triệu. Nhưng trên thực tế hiện nay rất nhiều các bé, các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương đã giải cứu ra rất nhiều, và phỏng vấn thì mô đó bị ép buộc không thực hiện là sẽ bị đánh đập, bị hành hạ, bị phạt uống bia. Có bé tuổi đời có 13 tuổi bắt uống hơn một thùng bia, nếu không uống được là phạt tới 10 triệu. Vì vậy nên các bé uống nằm ói mửa nhưng các bé vẫn phải uống. Còn mới đây nhất thì có một bé ở Sóc Trăng đã phải nhảy lầu. Thì hiện nay tại thì cái tình trạng đó phải nói là rất nguy hiểm, đang trong bệnh viện, công an đang điều tra. Còn nhiều các trường hợp khác. Hay vì vậy cho nên là rất lấy làm tiếc mà gia đình mình đã phát hiện được nhưng mà ngăn cản không kịp thời mà không đúng lúc, và có thể là không nói đúng hướng của bé, bé không hiểu được. Trong thời gian vừa rồi thì bé đi đến giờ phút này mấy ngày qua thì gia đình mình đã trình báo cơ quan công an chưa cô? Có trình báo công an. Ở địa phương nhà mình nhé, thì có những cái trường hợp như thế này có xảy ra nhiều không cô? Chưa, thằng Hóng. Trường hợp của cô là cháu ngoại cô là đầu tiên. Dạ. Cháu ngoại cô là cái tính tình nó có hiền không? Nó bình thường thì nó hiền lắm mà nói nó không nghe. Nói nó nghe lời người ta không? Nó nói là đi mà lương cao, nói con có thiếu hụt gì đâu mà lương cao, con có đâu cần tiền, con đâu có xài gì đâu mà lương cao, con đòi chi. Mà nó không nghe, nói nó im vậy đó, nó không nghe. Đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương đăng tải một ngày hàng chục video, hàng mấy chục video, hàng chục trường hợp, có ngày hàng trăm trường hợp về đây, luôn luôn cảnh báo tất cả các gia đình, các bậc phụ huynh, các người cha, người mẹ, các cô chú, anh chị ở tất cả các tỉnh thành. Hy vọng là có hướng để dạy con mình, quán xuyến con mình, quản con mình, quản không phải là ép, hướng dẫn dạy không phải là đánh đập, mục đích chính là cho các bé hiểu được ở ngoài đời sự lừa lọc dối trá. Vì vậy cho nên là các bé tránh tình trạng các bé bỏ đi hoặc trốn nhà đi lửa đêm như thế này đó, đúng không ạ? Rất nhiều các trường hợp đăng tải hoặc là bị nghi ngờ bắt cóc nhưng thực sự không phải, các anh em tìm hiểu ra là không phải bắt cóc, đó là bị dụ dỗ, bị nghe theo lời người khác bỏ đi, trốn nhà đi lửa đêm đó. Mà bé nghe một ngày là mấy triệu. Dạ, thì nó nghe vậy đó. Nên mẹ các bé nó tưởng nói, thật. Mẹ giải thích biết bao nhiêu lần luôn mà nó im im. Nó trực tiếp rồi, nó từ thành phố mà nó đem xe xuống nước nửa đêm. Vì nói thật mấy cô chú thế này, khi mà dụ dỗ lừa một người, chúng thu nhập có thể là một người nuôi chúng nó hàng trăm triệu một tháng, phục vụ lợi nhuận cho một cái quán hoặc cho một ông chủ bà chủ lợi nhuận hàng trăm triệu. Vì vậy nhân bỏ một chuyến xe 3 đến 5 triệu nó là bình thường. Cái điều đó là quá đơn giản rồi, không có gì khó cả. Đó, đúng không ạ? Đấy, mình chỉ giải thích như vậy là dễ hiểu thôi. Ai vì tiền mà một chỉ cần một tháng thu nhập còn đấy mà ví dụ chót lọt vài năm thôi, đúng không ạ, là chúng sẽ được cần đấy tiền. Vì vậy nên chúng chỉ dụ dỗ những bé dưới tuổi thành niên đó, như vô đó bắt ép ký giấy để viết lợ, nhưng thực sự các bé không nhận tiền, mà thậm chí những trang mỹ phẩm quần áo các bé không dùng, không có nhu cầu, nhưng những ông chủ bà chủ, những người mà cai quản, những người gọi là lắm giữ các bé là cố tình mua về để mục đích chính là tính thành tiền, quy thành tiền để tính thành lời. Con giải thích như vậy cô đã hiểu chưa? Nhà cô hiện nay thì cháu của cô đi cũng mấy ngày vừa qua rồi, trình báo cơ quan công an rồi, tìm rồi. Dạ. Bây giờ cô có điều nào cô muốn chia sẻ trên video này? Thì bây giờ tôi muốn truyền lên nói cháu ngoại về, bà ngoại trong đời con chữ lập mấy ngày nay bên ngoài ăn ngủ không được, đi mấy ngày nay không ăn ngủ gì được hết trơn. Nói con về đi, về với bà ngoại đi chứ đừng có đi nữa, bà ngoại kiếm con nhiều lắm. Cô có điều nào cũng có chia sẻ video này là hy vọng là những người hiện nay đang giam giữ hoặc đang lừa đảo dụ dỗ con cháu của cô này hãy buông tha con cháu ngoại của mình ngay lập tức, bởi vì cháu ngoại của cô là dưới tuổi thành niên. Không nói gì. Ông ngoại nói đi. Ông ngoại nói đi. Xin là những người lừa đảo này là tha cho mấy cháu còn tuổi nhỏ quá, tuổi thành niên, nếu mà là phát hiện được thì cũng những người này cũng phải ở tù à, thì là nó còn nhỏ tuổi là tội lỗi dữ lắm, lừa vậy tội nghiệp cho là tuổi nhỏ. Mới có 13, 14 tuổi thì bị lừa vô ép buộc làm những chuyện bất lương là gót rượu, gót bia đồ là như là tội lỗi.
nghiệp chướng dữ lắm, là tôi xin đó là nói những người mà là làm hành động này là buông tha cho mấy cháu là bớt nghiệp chướng, nhưng thôi ở tù không có ngày ra. Cái câu chuyện đấy, các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương luôn luôn nhấn đi nhấn lại nói nhiều lần, nhưng mà rất lấy làm tiếc hiện nay thì các bé tuổi đời rất nhỏ mà cứ bỏ đi, cứ bị dụ dỗ, phải nói là một ngày một nhiều, một ngày một tăng. Có trường hợp điển hình là trên 20 bé một ngày đó, chưa biết là các bé mục đích là các bé là đi kiếm tiền, nhưng chưa biết là các bé bỏ nhà đi vì nhiều lý do dụ dỗ kiểu gì. Bởi vì nhiều bé chỉ nói là xin việc làm trên mạng, nhưng thực sự là chưa chia sẻ cụ thể là số điện thoại bao nhiêu, mà công ty đó là công ty gì. Câu chuyện phải nói là thực sự đáng buồn. Rồi chào em gái, em có thể em chia sẻ cái câu chuyện này, em là mẹ em à. Em nói cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết được cái câu chuyện là con của em ấy, cái tính tình từ nhỏ đến giờ thì bé như thế nào? Tính tình của nó giống kiểu người lắm, không biết làm gì chơi không mà sống ảo nữa. Bé nhỏ tuổi nhưng mà thích sống ảo. Dạ. Nói chuyện trên mạng không mà. Dạ. Mẹ nói chị dài dữ lắm. Nói một đường, nói gì không à. Bé từ xưa giờ, từ khi nghỉ học đến giờ phút này là bé có nhà phụ công việc gì không em? Cơm dân nước lót tới miệng luôn. Thương lắm, ở mẹ nó cũng vậy, mà ở với tôi cũng vậy. Còn gia đình thương, cưng bé, đúng không ạ? Cho vì vậy cho không muốn, mong muốn là bé làm công việc gì. Nhưng đến giờ phút này thì thực sự là cái câu chuyện đó thật sự đáng buồn. Chắc chắn là bé nói là như xin việc làm trên mạng để phục vụ quán karaoke. Thì câu chuyện là phải thực sự đáng buồn, đúng không ạ? Dạ. Những trường hợp này ở nhà rất hiền, rất cưng. Mình không bao giờ chỉ dùng những lời nói của mình nhẹ nhàng nhất. Nhưng vô đây là chúng hành động. Bằng cử chỉ hành động đó, có thể là bắt đầu uống bia, ép buộc, phải nói là rất dã man, nên vì vậy rất nhiều các bé đã sợ hãi. Em hy vọng là lần này nó về, kiếm được nó về là nó tỏ, không dám nữa. Mà cũng hy vọng là tìm được, chứ không biết là tìm được không. Gia đình mình, nhất là em là người mẹ của mình, mẹ của con em, em có hy vọng, kỳ vọng cái chuyến xe này, phải nói đại gia đình từ miền Tây về Bình Dương để cầu cứu đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Bình Dương để tìm được con gái cũng như người thân của mình không em? Hy vọng là nói. Bây giờ này, cũng video cũng dài rồi, có thể chia sẻ nhiều thì cô chú anh chị mọi người nhiều khi không có thời gian để xem. Anh hy vọng là một cái video chỉ trên dưới 15 phút để video để cho cô chú để cô chú anh chị các bạn nào mọi người hiểu được cái câu chuyện. Vì vậy cho nên để chia sẻ lan tỏa nhiều, mục đích chính là bây giờ chỉ có mong các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng chia sẻ tất cả những video của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương đăng tải chia sẻ. Thì các người thân, các con, cháu, thân nhân của mình mới được có cơ hội được quay trở về. Rồi em có điều nào em muốn chia sẻ trên video này để hy vọng là con gái của em nghe được và tìm mọi phương hướng, tìm cách khôn khéo nhất có thể liên hệ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Bình Dương hoặc liên hệ cho gia đình để các anh em này tìm cách giúp con em trở về đoàn tụ cùng gia đình. Mời em. Rồi em chia sẻ với bà con, quý chị, con chia sẻ đi nó, con thấy video này con thấy về với mẹ. Con thấy video này thì nếu mà người ta không cho về thì tìm cách trốn về nha con. Mẹ chồng con. Nhờ hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp giùm con. Giúp giùm con về với gia đình. Cái câu chuyện bỏ trốn là trốn cực khó khăn. Vì đi bất kể đâu chăng nữa, hành động cử chỉ, mọi thao tác, kể cả dùng điện thoại là chúng kiểm soát chặt chẽ. Hay vì vậy chỉ có tìm cách nhẹ nhàng, khôn khéo nhất có thể trong đầu của mình để nhắn tin, không gọi điện được có thể nhắn tin, cầu cứu bằng nhiều hình thức khác nhau, cầu cứu cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 hoặc liên hệ cho gia đình. Thì gia đình sẽ báo ngược lại cho anh em hiệp sĩ Bình Dương. Đó, biết vị trí, biết cụ thể, biết cái địa điểm đó thì anh em sẽ tìm cách liên hệ với các cơ quan ban ngành để giải cứu các bé trở về được mong muốn được an toàn nhất. Em còn điều gì muốn chia sẻ không? Không. Rồi bên đây là ba hả? Đây là chồng em. Đó. Nói lời gì của bé? Dạ dạ. Rồi anh có lời nào gửi cho cô chú anh chị cô bé với lại bé không? Dạ em có đôi lời gửi tới hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương. Mấy anh nhờ mấy anh sớm giúp dịch bé trở về đồng tụ. Dạ xin cảm ơn. Rồi cảm ơn. Mọi người là bơn coi cái clip này là bơn chia sẻ giùm. Mọi người là có gì liên hệ qua Zalo số hội 0913785858 hoặc số hội 0913785858 bà con chia sẻ giúp giùm. Tôi cũng bà ngoại, tôi cũng thay mặt
cảm ơn đội hiệp sĩ Thành Hải giúp giùm tìm được cháu ngoại về, tôi thành thật biết ơn nhiều. Ở đây là chúng ta làm miễn phí nghe, không có tiền bạc bà con. Rồi xin phép anh, cuối video này anh còn điều nào muốn chia sẻ, muốn nhờ cô chú anh chị trên cộng đồng mạng không? Bởi vì trong thời gian vừa qua và anh có lời nào khuyên các bậc phụ huynh, các người cha người mẹ giống như anh chị và toàn thể gia đình mình, để hy vọng là mọi người, các cô chú anh chị ở các tỉnh nhé, để có thể là có cách để dạy con mình một cách tốt hơn, tránh tình trạng các bé bị dụ dỗ, bị lừa đảo việc nhẹ lương cao giống như này. Mời anh. Cái video này của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải thì em mong các cô chú mấy anh chị mà có con nhỏ thì mộng mà cao sang mà đổi đời làm giàu á, thì xin mấy anh chị là đừng có cho con đi, bằng mọi cách nào mà phải cho con ở nhà học hành ngoan hiền. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, cuối video này thì em cũng xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Bình Dương xin chân thành cảm ơn cái cuộc chia sẻ của toàn thể gia đình mình. Em kính chúc cô chú anh chị, mọi người, gia đình mình mạnh khỏe hạnh phúc. Hy vọng là chuyến đi này sẽ thành công, sẽ có thông tin về cháu ngoại cũng như về con gái của mình, cô chú anh chị nha. Tôi cũng mong đội hiệp sĩ với cộng đồng mạng đều gắng giúp đỡ giùm cho tiếng cháu ngoại về được, thì cũng chân thành cảm ơn. Dạ chào cô ạ. Dạ. Dạ.